Ở trận đấu ra quân vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021, đội tuyển Futsal Việt Nam đã phải đụng độ Brazil, đội bóng đã 5 lần vô địch thế giới và đang sở hữu pivot hay nhất thế giới Ferrao. Đội tuyển Brazil đã khiến đội tuyển Futsal Việt Nam có một trận đấu vất vả. Ngoài Ferrao đóng góp 4 bàn thắng vào chiến thắng của đội nhà, Brazil còn sở hữu những nhân tố rất chất lượng khác. Rodrigo mở tỷ số cho Brazil ngay ở phút thứ 3. Diogo lập cú đúp ở phút thứ 15 và 28. Pito, Leonardo mỗi người ghi một bàn. Đội tuyển Futsal Việt Nam đã có được một bàn thắng danh dự trước Brazil ở phút thứ 13 do công của Khổng Đình Hùng. Sau một tình huống phối hợp đẹp mắt, thua chung cuộc với cách biệt 1-9, đội tuyển Futsal Việt Nam tạm thời xếp cuối bảng D tại vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021 sau lượt trận đầu tiên. Vào tối ngày 16 tháng 9 tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu kế tiếp gặp chính Panama. Đây là đối thủ mà đội tuyển Futsal Việt Nam đặt mục tiêu phải giành thắng lợi trong hy vọng giành quyền vào vòng 1/8 Futsal World Cup với tư cách là một trong 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.